kính thưa các quý vị đồng nghiệp, thì đã đến giờ của buổi hội thảo quản lý toàn diện bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hôm nay. Hôm nay thì trong khuôn khổ hoạt động của hội quốc Hà nội, chúng ta, chúng tôi tổ chức cái buổi hội thảo về quản lý toàn diện bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Và như quý vị đồng nghiệp cũng đã biết, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là một cái bệnh lý mạng tính ở đường hô hấp và với cái bệnh cảnh lâm sàng rất là đa dạng, rất là phức tạp, à, việc quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì thường xuyên được cập nhật bởi hướng dẫn à, quốc tế cũng như là hướng dẫn của bộ y tế à, và trên thực tế lâm sàng thì à, chúng ta cũng thấy rằng là với những hướng dẫn thì bắt buộc là phải cá thể hóa trong điều trị và à, với gặp những cái à, gặp với cái việc điều trị ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta sử dụng cái thuốc giãn phế quản thì theo như hướng dẫn thì đây là một cái thuốc chính trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là ở giai đoạn ổn định trong khuôn khổ của chương trình hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu có hai cái bài trình bày liên quan đến việc điều trị thuốc giãn phế quản ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bài đầu tiên đến là với chủ đề sử dụng Saba Sama tối ưu trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bài do trình bày bởi tiến sĩ bác sĩ đoàn thị phương lan phó giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai bài thứ hai là với chủ đề vai trò laba lama trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính giai đoạn ổn định với sự trình bày của bác sĩ chuyên khoa 2 phan thị hạnh trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai và với hy vọng hai bài trình bày thì sẽ cung cấp thêm cho các quý vị đồng nghiệp những cái kiến thức cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm trên lâm sàng À, chúng ta sẽ thực hành như thế nào trong cái việc mà à, chỉ định các thuốc giãn phế quản trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ở giai đoạn à, cấp cũng như là giai đoạn ổn định và cũng hy vọng rằng là à, với cái nội dung được truyền tải bởi hai bác sĩ thì à, các quý đồng nghiệp sẽ có thêm những cái kinh nghiệm à, trên thực hành lâm sàng và cũng xin thay mặt ban tổ chức thì à, tôi xin trân trọng cảm ơn sự à, à, tham dự của các quý vị đồng nghiệp ở các bệnh viện À, trong một cái buổi uh, tối cuối tuần và chuẩn bị có 4 ngày nghỉ lễ Đấy, và cũng uh, xin uh, hy vọng rằng là trong những cái chương trình tiếp theo thì uh, các quý đồng nghiệp cũng sẽ tiếp tục ủng hộ để chúng ta có thể có một cái sân chơi để chia sẻ những cái kinh nghiệm uh, và giúp cho chúng ta thực hành lâm sàng tốt hơn. Và để bắt đầu chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Lan à, sẽ trình bày cái chủ đề là sử dụng Sama Saba tối ưu trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Xin trân trọng kính mời ạ.